cả nhà nha. Hôm nay mình thử làm món bắp xào tôm nha cả nhà. Nguyên liệu hôm nay của mình có bắp nha cả nhà, tôm với lại bông cải xanh, củ hành tím với lại hành lá, dầu ăn với mắm muối, đường. Giờ mình cho dầu vô phi hành lên cho thơm nha cả nhà. Cho hành tím vô. Đi thơm lên. Giờ mình cho tôm vô nha cả nhà. Giờ mình cho bắp vô nha cả nhà. Cho xíu muối. Bột ngọt nha cả nhà. Giờ mình cho bông cải vô nha cả nhà. Giờ cho hành lá vô nha cả nhà. Món bắp xào tôm của mình cũng đã xong rồi nha cả nhà. Giờ mình tắt bếp luôn nha. Xào tôm của mình cũng hoàn thành rồi nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video kế tiếp nha. Chào.